Hình ảnh chiếc VinFast VF8 với thiết kế mui trần tạo nhiều chú ý trên mạng xã hội những ngày gần đây, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi rằng liệu đây là sản phẩm thực tế hay là ảnh qua chỉnh sửa. Bức ảnh chiếc ô tô VinFast màu đỏ nhưng không có mui xe trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng chơi xe những ngày qua. Kiểu dáng tổng thể của phương tiện này giống với mẫu VF8, khác biệt lớn nhất nằm ở điểm phần nóc xe đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại kính chắn gió phía trước. Người dùng mạng xã hội tạm đặt tên cho mẫu xe lạ này là VinFast VF8 mui trần. Tuy nhiên, cũng có ý kiến hoài nghi về tính xác thực khi cho rằng bức ảnh là sản phẩm Photoshop hoặc được tạo ra bằng các công cụ xử lý hình ảnh. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, một nhân sự của VinFast từ chối nêu tên, xác nhận chiếc VF8 mui trần có tồn tại và những ảnh chụp trên là thật. Tuy nhiên, người này không chia sẻ thêm thông tin về sản phẩm độc đáo ấy. Dựa theo hình ảnh, có thể thấy xuất hiện hai chiếc VF8 mui trần và đều có ngoại thất màu đỏ. Xe thứ nhất có nội thất đen, la răng giống với VF8 bản Eco. Chiếc còn lại với không gian trong xe màu trắng, kem, bộ mâm của bản Plus và có thêm giải phản quang ở gần hốc bánh, điểm đặc trưng trên các mẫu ô tô cho thị trường Mỹ. Ngoài việc không có mui xe, hình ảnh cho thấy các chi tiết khác trên chiếc VF8 mui trần giống với VF8 bản thương mại. Tuy nhiên, phần kính lái không thấy sự xuất hiện của tem đăng kiểm và tem nộp phí sử dụng đường bộ, do đó có ý kiến cho rằng xe được VinFast sản xuất cho mục đích nội bộ. Trong ngành xe, đã có không ít mẫu ô tô được phát triển với biến thể mui trần. Tuy nhiên thông thường, nhà sản xuất sẽ thiết kế lại để chiếc xe phù hợp với sự thay đổi này, điển hình là việc chuyển từ 4 cửa sang 2 cửa. Sự xuất hiện của VF8 mui trần khiến một số người liên tưởng đến mẫu Range Rover Evoque phiên bản Convertible. Với VinFast VF8, hãng xe Việt đã bán được 4.556 chiếc trong nửa đầu năm 2023. Ngoài việc được khách hàng cá nhân đón nhận, doanh số của sản phẩm này tăng trưởng, còn nhờ một số đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng VinFast VF8 để khai thác dịch vụ. Theo Dân Trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.